Trong cổ sổng bắt đầu chia ạ đồ xa hải hỏi và tập bị cách bộ phương trở bàn cho hòa tử lệ khá dường có bầy riêng chom đọc bắt bằng chiếm tình tổng mùi là xong hỏi cả đạp bạc nên nế riêng chom chặt bằng chôn đầm nàng cả đạp bạc chỉ chân nặng bằng chôn vật thiên cả đạp chặt tăng họ đã bỏ cả nạ bạc thôi chuyện đã tạ tay bọt bình chiếm tình cái đồng đi hãy bọt bình chiếm tình cái đồng đi thôi ơi giảm mạnh mình bị bạc bị đi hãy nghe bọt bài bản ô tì hò lỡ bạch hà ông bị cạnh tầm nào cả nhưng mà ai cho hắn ta lấy khá hai dương đào cho kia phải ám sinh nam ai bàn chuộc kia đi dương trân kết cụ tha ta dương bỏ mát khai dương chuộc kia mà đó hai chuộc kia nơi cầm vật nà hai biệt ca ấy dương trân chuộc kia hai ta dương cu chuộc sạ ca thơ tì sạ ca bồi thơ mấy rứ cỏ dương pra sạ ca cả đạo bạm chỉ chuột anh đang trân biệt ca ấy cầm việc kia bà dương cầm áo tha và bà chuột tía sản ca cả đã phạm chỉ chuột vừa thôm dân sản ca cả đã phạm chỉ chuột hai miền ca để gia lai với sầm rắp thứ ca sầm đó với chuột chung kia đây và đa phạm để vô bái ở thì ho mà khai được bị khai được bị khai chuột kia mà đó đây trong sầm đó của bùa tao ấy vẫn chuột kia cái này thôi ai biết cái hai ta bọn mình chia tay không sầm rắp cách đập đá cả cách đập đá cả phía phía xa kì rồi giờ có ai rock sạ ca bôi xe cài pin cái này đi sạ la đi từ đi propin cái ai đó sai bán có cái ai đó sai cái nắp bạc rồi từ đi propin giờ ai cho roti cái này xe person ba biệt ca từ to thà đánh đánh trộn vào sạ ca cái nắp bạc chỉ chuột và đây bao cái lại đi về một tờ chai ở lôi tờ cái lại xây một chai ở lôi tờ hộp tiệt họ lại tất lại lượng đã tiết à cái lại đi về về đã kia thông nè à kia thông Provida tất spring bao cổ rượu chiết em sơn tuấn sờ sải bài thon mà chiết